Giờ này ông bà và bé Xuân đang làm gì? Ở đâu? Có mạnh khỏe hay không? Có ai nhớ đến thằng Hùng ương bướng này không? Còn con, không ngày nào con quên được ông bà đã cứu mang. Khi tụi con cơ nhở, ông bà đã xem tụi con như ruột thịt của ông bà. Nè, hai đứa kia làm gì đây? Mày tính ăn trộm nhà tao hay sao? Cái gì vậy ông? Không, không có đâu ông. Sự thật không phải như vậy đâu. Ông ơi, sao nó nóng quá ông ơi? Chắc là bị cảm xúc đó bà ơi. Trời lạnh sương xuống, nó thấm vô. Người lớn á còn chịu không nổi, huống chi con nít. Thôi con, đến đi. Sao đâu? Bà đi mua thuốc đi. Thôi ông ở nhà coi chừng, để tôi đi mua thuốc cho nó. Rồi được rồi, đến đây con. Rồi đến giỏi ông cưng nghe. Rồi ông đưa con về với mẹ ha. Đến nghe con. Rồi giỏi đến giỏi con rồi. Đến mời con ha. Rồi đến đây con. Rồi đến giỏi ông cưng. Còn có nhiêu đây hả ông ơi? Chắc không đủ. Mẹ ruột thì dứt bỏ con, nhưng ông bà không những đi tìm con khi con bỏ đi, mà còn lo lắng quan tâm chăm sóc khuyên bảo con lên người. Sao giờ này mà thằng Hùng nó cũng chưa về hả bà? Không thấy giờ bà cứ ở nhà bà coi chừng nhà đi. Tôi rảo ngoài chợ tôi coi tôi đón nó về nha. Nghe không? Con chào ông bà, con mới về. Từ hồi sáng giờ con đi đâu rồi giờ này con mới về? Sáng giờ con đi đâu vậy hả? Mặt mũi vậy sao chịu ở nhà nghỉ ngơi? Dạ con đi chơi. Nè, con đừng có giấu ông bà nghe chưa? Con ra chợ con làm việc cho người ta có đúng vậy không? Dạ đúng không? Dạ đúng. Tại sao ông bà đã không cho con đi làm mà con còn cãi ông bà con đi làm vậy là sao? Ngày hôm qua đi làm về mặt mũi đã về rồi, không ở nhà nghỉ ngơi, ra ngoài làm lỡ có chuyện gì rồi sao? Hả? Thôi mà ông ơi, thôi, là gì, nó biết lỗi rồi. Tại vì nó thấy tôi với ông khổ quá, nó muốn giúp đỡ thôi. Ông làm sao mà cứ kỳ cục. Bà cứ để yên, tôi nói chuyện với nó. Bà cứ xía vô hoài làm sao tôi nói chuyện với nó được. Bởi ông bà xưa nói đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Để tôi dạy cho nó nên người, để sau này không có trách cứ mình được. Nè, vô ngồi đây, ông nói chuyện với con. Ông sẽ bỏ qua cho con thêm một lần nữa. Cái chuyện đi làm ông bà cũng
không có cấm cản con, thấy không? Nhưng mà mặt mũi của con như vậy, ra đường lỡ có chuyện gì rồi sao? Bây giờ á, con cứ nghỉ ngơi ở nhà cho nó khỏe đi. Chừng nào lành hẳn rồi thì tính sau. Sáng giờ con có thấy đỡ đau không? Mà lu bu quá, quên mua thuốc cho con rồi. Để lát nữa rồi bà hai ra tiệm, bà hai mua cho con nghe. Dạ thôi khỏi cần bà, với lại con cũng bớt đau rồi, con có thuốc mà. Xạo quá, tiền ở đâu mà mua thuốc hả? Thôi để đó bà mua, để lâu quá nó nặng thêm mệt lắm. Dạ không có đâu bà. Nè bà ba mua thuốc cho con á. Ủa bà ba hả? Dạ. Thôi được rồi, giờ vô tắm rửa đi, ăn cơm xong rồi nhớ uống thuốc nghe. Nhớ nghe không? Dạ. Ông bà đã không bỏ rơi con, mà chính con đã bỏ ông bà ra đi. Con thật đáng trách. Làm sao con có thể gặp lại ông bà bây giờ? Quá vui quá hả mày? Công nhận quá đó, mấy em đã tiền. Bữa nào tụi mình ghé chơi tiếp ha. Ủa Hùng, nãy giờ mày ngồi đây hả? Sao buồn quá vậy? Dạ em tới giờ đi xem địa bàn rồi, anh em mình ra làm mấy chai nha. Đi đi. Dạ.